Nha. Khang, đi Khang. Hello, chào mừng À, các bạn đã quay trở lại với kênh của không biết mình. đỡ Và như chỗ đã nói sao với các bạn thì đi, hôm không biết nay đỡ mình đâu sẽ đi. tiếp tục cái tựa game Forza Đi đại đi, Horizon đi 4 đại này. đi, đại đi. Và hôm nay mình sẽ làm vai cảnh sát ha. Đi đại đi. Hôm nay là Đức cùng với Khang. Cũng mày. Hay Khang. Đức cùng với Khang sẽ đi làm trộm và bọn mình sẽ làm cảnh sát. Xe đua mà phải chạy. Anh bạn có chiếc Ủa, xe đẹp với đấy. Đức đi xe gì á? Hai chiếc mẹ. Hai chiếc mẹ. GTA. Giàu nhờ. GTS. Ê, chưa gặp cảnh sát nữa Khang. Khang chưa gì mà Khang chạy ra ngoài. Chạy từ từ thôi đúng không? Quay lại để gặp cảnh sát chứ. Những đường đi đó. Okay. Bây giờ mình đang đi tìm Khang với lại Đức ha. Bây giờ cứ chạy đúng luật á, tí nữa thì mới đâm nhà phá cửa cái kiểu xong. Không có đâm nhà, chỉ chạy trốn thôi, trốn cảnh sát mà. Khi nào bị bắt tấp vô lời xong bắt đầu đang đâu ấy ta? Là bắt đầu đâu có tiêu rồi ta, đi vòng vòng không thấy ta, đi vòng vòng kiếm nè. Cảnh sát á, bây giờ cứ đi bình thường thôi, tí đâm nhà phá cửa. Ôi cảnh sát chạy ngược đường sai sai. Thấy rồi nè, tấp vô lời cái đi mấy bạn ơi, ở kiểm tra giấy ở tờ đâu, cái ở nè đâu, ở đâu á, từ tấp vô lời kiểm tra giấy tờ cái nè. Khang ơi, chạy luôn Khang ơi. Chạy đi Khang ơi. Đây là anh Duy ơi, anh Duy ơi. Chạy này nè anh Duy ơi. Trốn giấy nè, xe không giấy tờ nè. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Ôi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trời. Hai con mẹt luôn. Đang cắm chọt anh ơi, chiếc vàng nắm chọt nha. Thấy anh đang giữ chiếc vàng. Chiếc vàng để anh cho. Em sau lưng anh luôn nè. Chia 22 đi. Chiếc xe nằm kia. Ôi giời, thấy ai vậy? Màu đỏ, bắt màu đỏ, bắt chiếc màu đỏ. Anh đang được chiếc vàng nha, chiếc vàng đang chạy đường ra cao tốc. Xuống rừng rồi, Ôi trời ơi, mệt rồi, mệt bay. Mệt đã bay hư rồi, xe chắc rồi. Luôn. Rồi, hư xe chắc rồi. Không chạy đâu đó. Chết là chết mệt vàng. Không chí rồi, Khang ơi. Ủa mệt vàng ai chạy ta? À, không biết nữa, không đâu xem gà nữa. Rồi. Rồi, để cô dí là khỏi lo. Khỏi chạy nha. Không lắc phải không ơi? Ôi, có ba con chăm sóc mẹt vàng luôn. Mới vào thì chăm sóc kỹ kỹ xíu. Ơi trời ơi. Ủa mẹt vàng đâu, mẹt vàng đâu? Đây. Mẹt xuống đường, mẹt xuống đường. À, mẹt chỉ về đường rồi à. Đường ngược lại về thành phố nha, thành phố lúc nãy á. Rồi rồi anh ok nha. Mệt lại upgrade nó rồi. Mệt gắt quá. Thôi giao giao ông kia cho nên cô liên tâm rồi anh ơi, mới lo. Anh đang sau đuôi mệt vàng nè. Em hút càng hút kỳ kia nha. Ủa cái càng hút nó phải mở cái càng kia mới có ha anh. Thì sao? Quay thì sao? Ủa nãy nay con nó thì lên mở mà. Mẹ mẹt vàng đang mở chạy cái gần giữa đó, cái hồ mình nha. Chết là chết mẹt vàng rồi, bị dí ba cảnh sát dí luôn. Team mình là bốn cảnh sát nha các bạn, hai đứa bốn cảnh sát. Thâu đi, chạy gắt quá. Khang bị dí sắp mặt lờ rồi. Khang ba xe chăm sóc lận. Chết Khang rồi. Chết Khang khỏi sống luôn. Gắt lắm rồi. Đừng lát tao không ơi. Tôi sợ ông đuổi, tôi sợ đuổi ông. Mất lái, mất lái. Tôi leo ra xe. Ủi không được, ủi không được. Cái gì kìa. Em bị tiếng không ơi, sốc thuốc rồi. Xin bị tiếng mẹt vàng. Lên cầu mày dạng trên cầu, mày dạng trên cầu, cái cầu cổ. Ok. Rồi thấy không? À tôi có tôi làm được chứ không. Thấy cặp bị hư. Thấy cặp. À quên, nếu mà xe mà bị công an đứng gần quá mà chạy không được là thua nha. Được nha. Từ từ. Thấy cặp gấp rồi nha anh ơi. Thấy cặp bị hư. Từ từ. Thấy cặp bị hư. 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 Thấy cặp bị hư.
rồi. Mẹt vàng nè, rồi. Chết mẹt vàng. Rồi, cảnh sát xuống hồ rồi, rồi, rồi. Ai da, không phải mẹt vàng, cảnh sát kia xuống. Thấy rồi, thấy rồi. Có người thuốc cây không? Chứ, có nhầm không? Đâu? Mẹt vàng vẫn trên đường thẳng đúng không em ơi? Dạ. BTS này là M4 là không có độ full bài nha, chỉ là độ 800 thôi. Thì ra xe anh ăn gốc cây giờ chạy nó dùng dịch quá. Em hư 16% động cơ rồi. Mẹt vàng đâu, mẹt vàng đâu. Mẹt vàng đã bị tông. Đây, hay 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 hay. Rồi, mẹt vàng đã bị ủi, gần xuống rồi, đi thẳng rồi. Xe này, ôi Audi bay rất vậy. Xe này vừa có côn vừa có ra ga, nhiều lúc mình nhả côn sớm quá là xe nó không đi được. Trời ơi, Audi gắt quá. Audi đuổi đúng gắt luôn á. Anh em mình đã giờ ăn kem nhiều quá rồi. Đúng rồi, Audi bay lên mẹ vàng chạy yếu là hiểu rồi đó. Tôi nghĩ cậu nên dừng lại, tôi sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Có lý, có lý. Hợp lý, hợp lý. Ơi ơi, kẹp. Đâu rồi. Trên đường. Quay ngược lại, mệt vàng quay ngược lại rồi. Ok. Ra luôn cây. Con mệt vàng trốn đâu ta? À mà cái vàng này nè. Đừng gần ngay phía rừng nè. À ờ, đây lắm rồi. Thôi rồi. Hư rồi. Rồi, anh đã bị bắt. Anh đã bị bắt rồi, rồi. Anh sẽ không được hưởng sự khoan hồng pháp luật vì anh đã trốn chạy. Chạy nữa hả? Muốn chạy không? Tông cho hư luôn bây giờ. Con ly kìa. Mình bây giờ còn có mạng đỏ nữa. Vậy còn có mạng đỏ nữa, giờ tìm mạng đỏ. Cả anh không chạy, anh vẫn không thử sự khoan hồng có lật đâu, sao? Cái kiểu giơ súng lên không bảo mà đứng lại con tao bắn. Tự tông vô cây nha. Dừng không chịu đâu. Nghĩa mùi với mẹt vàng tự tử quá vậy. Rồi, thua rồi nha, rồi tính thua rồi, Khang thua rồi nha, Khang thua rồi. Bây giờ tìm mẹt đỏ đi, Khang thua rồi. Nè cô, báo vị trí nè cô ơi. Hồ mẹt đỏ giờ tìm cho chùm mày. Hồ lớn hồ nhỏ? Nhà. Mẹt đỏ giờ tìm cho chùm ơi. Ông đến nơi rồi á, tôi thấy ông ấy chui trong nhà là. Chui ở đây. Ủa là mày đỏ vô được ông, nhà rồi hả? Ông Bạc Giang thua nha. Ông Trùm đã nhận 200 xin, triệu xin. Và 400 ghê, ghê. Bạc Giang còn non lắm. Bạc Giang còn chạy nè anh ơi. Ok, Bạc Giang đi, Bạc Giang thua rồi. Xong rồi nha. Bạc Giang còn non lắm. Bạc thua nha mày. Quá đơn giản, quá đơn giản. Tiếp. Khang đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy con Boxer K-Netubo này độ phiên bản cảnh sát ha. Và bây giờ sẽ tìm. Mình thấy con Audi rồi đó. Thấy con Audi trắng. Dòng lái khác. Đuổi theo. Đi từ từ thôi, từ từ dùm chậm thôi. Như đang đi bình thường thôi. Chị nào bị bắt mới chạy nhanh lượt. Đi chứ. Con K-Netubo này là bản độ ha. Anh không có còi hú à, ai lên hú thôi. Bắt cái hú còi cái tắp vô vậy đó, cái đó giống. Sư cầu bạn Audi R8 phía trước tắp vô cái bạn ơi. Có lệnh tắp là tắp nhanh Khang nữa chạy luôn Khang, tắp lại mới vui. Tắp lại. Bị bắt xong mới chạy. Chặn được xe trên đó, hai người chặn. Bây giờ mình bị dàn trận kiểu mà bao giây luôn là khỏi chạy á. Chạy đi Khang. Con trắng nè. Để đi. Chết mồ Khang rồi, bị chăm sóc rồi. Từ từ thôi. Tổng giúp đây. Neko chạy con Bugatti Veyron nha các bạn. Con xe rất là dữ dằn của bên giới Dubai gửi qua. Do là nãy giờ Neko có chiến tích chiến công rất là tốt. Tập kết đâu vậy anh? Quên vụ đó nữa.
ờ ha, kết một chạy không à, không bây nha. Giờ tập kết ở lâu đài đi, lâu đài bự bên thành phố lớn. Rồi rồi, ok. Ủa Neneko đuổi Khang đi đâu rồi? Rồi Khang bị Neneko chăm sóc. Anh đi. Em đang đâu? Nãy anh dí theo Neneko, nãy anh đi theo Neneko. Đeo. Ôi con Butcher này độ lên chạy nó mát bóc luôn các bạn ơi. Bóc hơn con Camaro hôm nãy mình chạy nữa. Nó bóc quá nó khó lái. Cái đèo đi thẳng luôn hả em ơi? Dạ. Ok. Cái người chết mồ giọt. Giọt bị phát hiện thôi. Xuống dưới hồ chơi đi bạn ơi. Lại đi bạn ơi. Mày dễ mất lái ghê luôn á. Thấy xài ghê luôn. Ủa cái sao lẹ vậy? Máy liền. Nó cho, bây giờ dừng lại, nó cho ông chạy đổi xe này. Chạy đi. Rồi thôi. Khang nhân từ, Khang mercy. Không, Khang cho đổi xe xong mất lái. Ây da. Xong mất lái. Chờ quá chờ. Anh đang đi dắt núi rồi, bị rớt cái gương rồi. Đổ xe xong rồi nha. Tiếng con này trang như mấy tiếng Colombo đồ vậy đó. Kiểu lấy máy mà nó gắn qua. Ui. Thôi. Ủa cái đường đèo sao rồi? Đèo rớt. Em bắt rồi. Hay vậy. Em cứ tặng thầy. Ủa sao cái xe gỡ một ngày rộng ta? Em mang nó vào tù được. Mày là phải tự xe. Ý, sợ quá, chạy. Chưa thấy được. Đâu á ta? Chưa thấy. Chưa anh xuống hết đèo rồi nè. Chạy thẳng. Chạy đâu nữa, đừng mấy thôi. Chạy xong mày mất luôn. Rồi mất dấu. Không được, em này em có dấu, tôi dấu. Nóng tiền nhà, nóng anh chưa thấy em được nhà, nữa nè. Nóng tiền nhà. Tại em không được nó, nó tự nhiên chưa được nhà. Ờ, gần cái khu hồ lúc nãy không em ơi? Dạ, gần anh. R8 khó chạy quá, chị này không chọn R8 rồi. 8 cây, dạ. cây. Ủa, ai cho chọn xe cướp mà ai cho chọn. À đây em thấy mấy con xe tai nạn nè. Vẫn hào, còn không thì anh phải. Bạn đã bị ép vào nhà, thôi xong rồi nha, tạm biệt. Gắt kìa trời. Gắt tôi rồi. Anh trả 400 tỷ hả, tuyệt mẹ. Chiếc đợi 8 đấy. Ôi, lẹ gì mấy chú, từ thôi mấy chú. Mình còn lại nữa rồi. Đức ơi, đang đâu anh? Đang chạy sắp mặt đây nè. Anh xuống tới cây cầu rồi Đức ơi. Dạ. Em thích mình đang ở đâu nữa biết không? Anh qua cái hồ anh xuống tới cây cầu luôn rồi, chỗ đồi núi lúc đầu á. Từ từ. Đúng đường ta. Này con xe mình lúc nãy nó hơi bị rồi 8 này không có đâm trọn chạy không lại má ơi. Đây ha, ta lái 29%, 29%, 23%, 25%. Wow. Leo núi mà như nó chạy không lại, nó tăng tốc không lại con X6 kia đâm rồi. Cái mùi ai đó đang leo núi nha. Bậy, mình đang chạy đường trường. Mà chạy phải X6 luôn á, ghê không? Tại R8 nó chủ nó không độ chứ biết sao giờ. Cách ai giờ? Chịu rồi. Cái thằng muốn em cướp nó, cũng kêu cướp chiếc này. Không được chiếc khác. Bởi vì nó kiếm cái chiếc nào mà độ rồi nó kiếm cướp. Bây giờ anh trả 400 tỷ anh được về chứ anh không làm vậy. Tôi không có tiền, tôi có chạy thôi. Đâu chiếc Khang nãy là chiếc độ đó.
cách gió rồi đủ kiểu hết trơn. Ôi ôi ôi, tới thành phố nhà mấy chú, tới thành phố nhà mấy chú. Ui lẹ vậy. Mà ở điểm tập kích chỗ nào vậy trời? Cái lâu đài mà bự nhất, mắc nhất trong game á em. Kiếm đường khác trốn chứ. Rồi cái vị trí rồi. Ui, mắt hồng. Trời ơi. Rip lại cái chạy ngang qua đầu luôn. Má ơi. Thôi, không thắng là chết rồi. Đang ngay người luôn rồi. Đường này rất là gần đường vô thành phố các bạn ha. Chung là mình chơi cũng không có lâu nhưng mà cũng nhớ nhớ được một số cái đường đi. Với lại định vị trong này cũng rất là dễ. Nó sẽ đẹp cái hạt học mà nó bị lẹo á. Dễ mất lái cực kỳ. Lưu liêu. Sao rồi Đức ơi? Chết màu này cô tới. Ôi, hay lắm. Hay vậy. Chết tôi rồi. Ôi, cái này hết sống rồi mấy anh ơi. Để mình mới đi vô thành phố nè. Đó là cái đỉnh núi bên này thì cái thành phố nó nằm bên này, kiểu nó hai bên trên đỉnh luôn á. Nhớ rồi, cái này nó là đỉnh núi. Chất từ spawn, cái spawn kiểu là CDP này. Nhớ là đường này mà. Từ cái chỗ này mình quen nè. Đi đường này chỗ trái nè. Chặt chặt chặt. Em đi. Ủa Khang là bị bắt rồi đúng không? Ôi đây cô, trời ơi. À đây cái hồ. Gắt đấy, ừ, được đấy. Qua đây. Được đấy, ừ, cành đấy. À, tìm báo vị trí đi cho anh đi tới. Thành phố. Tại sao thành phố á? Thành phố luôn anh. Đi sao? Đi xin nhê. Đây ha, tới thành phố rồi các bạn. Nãy giờ nói chung là đi tìm đường khá là lâu. Mấy này là cơ sông. Cái đường đó đang gần cao tốc không? Đi xin con luôn rồi này. Kẹp thịt anh ơi, bánh mì kẹp thịt rồi. Ý, con, mày thằng dân này chết à. Đang đâu, cho anh tới. Vô thành phố rồi nè. Xe bay. Sông thành phố, trong phố. Công viên á. Nhà thờ. Khu công viên, à. Nhà thờ, công viên nhà thờ này. Cái đây là cái bên hông mà mình cố bên cái bên mình là nguyên cái công viên nha các bạn. Lên núi không nổi rồi. Thôi, em đầu hàng. Em muốn sự khoan hồng của pháp lực. Em muốn sự khoan hồng của pháp lực. Cướp lại cho khoan hồng cho em công viên đây các bạn. Thôi cho em bự. Cướp lại cho khoan hồng. Em muốn sự khoan hồng. Đâu ở đây. Hàng này chạy à. Vẫn tiền không chạy à. Mày muốn chạy không? Ủa đây có sân đá banh luôn hả? Hai cái cửa hư 100% nè. Mày muốn chạy không? Cán trước cán sau hư nè. Hai bốn cái thắng hư 100% luôn, bốn cái phụ hư 100% luôn. Vì cái xe hư hết là bốn bánh là chưa hư rồi đó. Đang đâu á? À trời ơi đâu đó, cái này Khang. À đây trời ơi sao quá. Khang bự. Còn năm cái kia nè, còn cái Sterling nè, gà. Cái gin nè. Hai cái Khang người bắt đầu tiên luôn á. Đâu có bị bắt đâu. Mà thiệt em vẫn chạy bình thường nè. Mày bắt cái mấy chú ép hoài vậy. Ủa em tới điểm tập kết là em thắng hả? Ờ nếu mà em tới mà không có xe sau đuôi thì em thắng. Rồi hết nổi nè. Ủa nhưng mà em bị bắt lúc đầu rồi. Thua rồi. Đâu có đâu. Đừng đến hả? Em vẫn còn chạy được mà. Đâu. Chạy hết nổi rồi. Theo như luật chơi đưa ra là em ở gần xe cảnh sát mà không di chuyển á là em thua. À, không thì đó nãy em di chuyển được mà. Tụi em nghĩ ông hút đồ vào cái nhà á. Nãy hôm nay cô ổng mang mép vô rồi. Biết cái game Need for Speed không? Nó na ná vậy, ở gần quá bị busted á. Em đâu có chạy đâu, nó tông em hoài vậy. Em chạy xe xe này mấy lần đâu bị bắt luôn là xong rồi, bắt luôn là hết rồi, hết đời rồi, tàn đời rồi Khang à. Thôi đừng cãi. Ôi chơi vậy sao ai chơi từ rai qua đây rồi, từ sớm người ta chơi vậy không á. Thôi nghỉ game, xóa game. Ừ xóa đi,
Nghe nói có người mới tải game xong. Khen gà ngồi lắm phá game. Nè bây giờ cái xe em nha, tất cả mọi thứ anh tính đi nó trừ nó hư. Ủa, hết còn đúng bốn bánh là chưa hư đó. Được cứu không? Không ai cho cứu. Bắt lại cho cứu. Ủa mọi người ở đâu vậy? Anh tìm qua không thấy ta. Thành phố nè. Gần chỗ tượng con ngựa nè. Có nè, nguyên đám nè. Nát xe đi nè. R8 sắc dụng. Ôi, R8 màu đẹp quá trời luôn. Em nát bấy luôn. Em nát. Cái này đổi là R8 sắc dụng nha. Nát lắm rồi đó. Con R8 nó nát rồi. Động cơ nằm chục. R8 giờ chỉ có dục thôi. Máy hư hết trơn rồi. Thân hình cũng banh luôn. Nè, anh tính đi. Nó hư tất cả mọi thứ trừ 4 bánh chưa hư. Rồi đó, em nói vậy thôi. Đâu bánh nó cũng có hư á. Thì nó hư cũng mới 25% thôi. Còn bao nhiêu là hư hết luôn, 100% đó. Trời, tôi tông kệ mà ông hư tôi cũng lạ không. Công ông hơi bị đặc biệt. Thế anh nãy giờ anh toàn tông núi tông cây không à. Tông ông vậy mà ông hư tôi cũng lạ luôn á. Thề, tôi tông ông mà tôi gọi là mẹ xót cái xe luôn. Tông ở xe chạy tiếp. Kiếm xe chạy tiếp đây. Chạy nữa hả? Bán nữa không? Bán nữa không? Ok bây giờ có chơi nha, bây giờ anh đang chạm vòng thành phố đó, đố mọi người tìm ra được anh á. Mình sẽ chơi một cái trò chơi đó chính là mình giả làm xe của máy nha các bạn, mình chạy hoài hoặc là đúng luật. Có một cách tìm ra được nha, tụi nó rẻ tụi nó sẽ bật xi nhan. Biết nào không bật tao tông. Biết nào không bật tao tông. Cái này là mới nha. Điện nha mấy bạn, điện nha, thằng nào quẹo không một xi nhan tông chết nó luôn. Điện đi mấy chú, đi điện đi. Mà biết sao không? Tại vì không biết tên rồi, không biết tên. Ok, vậy, dạ, mình sẽ giả làm con Honda Acura RSX. Và giả làm máy á, chạy vòng thành phố để cho mấy bạn kia tìm. Cái bấm á, để gà đua á, còn cái bấm gà đua. Xin mình có xi nhan. Ông nhìn lên đâu ấy, ông nhìn lên đâu. Nhưng mà như cái đó phải lại gần mới có lận. Ừ thì cái đó hello để biết đó. Phải không mấy con xe nó quẹo hoài luôn á, làm vòng hoài luôn á. Anh con này đi thẳng nè, khác nào không vậy. Lưu 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 lưu, chưa tìm ra anh đâu, còn lâu. Ê khen sau lưng, khen sau lưng, khen sau lưng. Ơ sao ngu vậy, chắc không phải. Khang chạy trong khói mà nó mưa rất to các bạn. Cái gà. Thì là chậm thôi. Mình sẽ cố gắng chạy đường thẳng ha. Ê, có một điểm nhận dạng nữa là. À nè nè, rồi biết cách nhận dạng nha anh Duy. Có chữ action nè. Anh Duy ơi. Em tìm được Khang. Cái biển số đó. Cái biển số là nhận dạng được. Với lại nè, để ý nè, cái thằng chạy gần. Cái thằng lái xe á, mấy xe thường nhìn nó không có gì á, nó cái hình người thôi, còn mấy cái người lái thiệt á, nó rất là rõ cái hình người nha, cái con người rất là rõ nha. Cái này chơi ban đêm mới được. Cái này chơi ban đêm mới được. Nhưng mà nãy anh chạy ngang qua biết đất á. Chạy ngang qua biết đất 2 lần luôn. Ủa mà chiếc này chiếc gì mà trong xe kia ta? Acura rễ đó, giống xe máy luôn. Mấy con boss nó cũng hay chạy chiếc này nè. Thầy boss chạy chiếc này nè. Cho anh chạy lại đó, mình sẽ đi tìm kỹ lịch. Để anh tìm chiếc khác chứ chiếc này mình phát hiện rồi. Để tìm chiếc khác. Anh tìm đi. Nhưng mà vấn đề là bị cái biển số nào, phải bỏ biển số đường mà đỉnh cao. Thì em tông cho nát biển số là xong cái gì. Vậy là hư xe. Rất biển số. Em tông là hư xe, vậy là em biết biển số xe của anh rồi. Nhìn dễ hẹt à. Để lại cho mấy anh đổi xe. Mấy anh về nhà anh đổi biến số, telebot nhà anh đổi biến số. Đó, telebot nhà hết vui rồi, anh chạy lại xa đó, anh không có mua nhà ở đây. Thì telebot là một điểm bất kỳ, hay tốn chút xíu tiền thôi. Đâu, ủa anh đâu có telebot là một điểm bất kỳ đâu. Được. Phải có nhà, phải có nhà mới được mà. Không phải telebot được. Được, không được. Tại tôi telebot được, tôi tưởng được. Phải có nhà mới được. Không được. Mất tiền, có telebot được nhưng mà mất tiền, có một loại nữa. Anh chịu mất tiền nhưng mà bây giờ không telebot được, sao telebot đây? Để mình đổi xe thôi. Ok, mình sẽ đổi qua con Audi RS4 nè. Ok, bây giờ tìm anh đi. Con này dễ bị lộ quá, tại vì mình hết xe rồi. Khang hả Khang?
Tìm anh đi nha, anh đi vòng vòng thành phố á. Ủa cái này là... Ủa? Cái này là Khang hay là... Cái gì vậy? Sao? Ủa này là Nico. Ờ, Nico hay là Khang hay là kia á? Không. À này Khang nè. Khang á, Khang. Khang đi con F-150 á. Tắt rồi, Khang mất rồi. Tìm anh đi, tìm anh đi, tìm anh đi. Cái này là chắc Nico nè. Nico hay Nico? Không. Em chót. Em không quan tâm là ai nữa thì cứ tông rồi. Chưa có ai hết trơn á các bạn, chưa có ai hết trơn. Hello. Đây là sao nha. Đứng đây là đứng ngay cái chỗ cái xe cha mày nè. Cực kỳ hay luôn, nó tông một phát là đi luôn. Ê, trời, trời sắp tối rồi nè. Là đứng chỗ này nè, mà xe cái xe này nó đi nó tông một phát hơn là cực hay luôn. Có cái xe mình nó không có xi nhan. À, không chơi mà bán đồ nha, quên nữa, không chơi mà bán đồ đó. Trời ơi, anh nghĩ sao mà em chơi bán đồ em anh. À, đâu biết được. Tao phải khen đó. Tôi mới độ xe xong này, đi ra đây. Thành phố đúng không? Ủa? Cái này Epidoc à? Epidoc thì... chạy thôi là từ từ. Ủa vẫn chưa thấy ai, vẫn chưa ai thấy anh hả? Khang nè, Khang nè. Cái con xe máy á, nếu mấy bạn để ý kỹ á, nó hay nhá đèn lắm nha. Đó, nó hay nhá, rất là hay nhá đèn luôn. Và cái đèn xe nó không có được rõ như mình, nó không chi tiết như mình. Hết rồi, đâu hết rồi. Tìm anh đi, tìm anh đi, tìm anh đi. Để xuống xe cách ông kia tông em nát quá. Đây, 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 đây. Ủa ông ạ? À? Đang nghe điện thoại ông tông cái xe nát. Đi. Ủa ông ạ? À? Với ai? Ủa ai chạy con Mazda vậy? Từ từ, xe màu xanh. Không, ok, được. Bỏ đi ông Nico, bỏ đi ông Nico. Cái taxi để tôi đi dụ mấy ông khác. Bỏ đi ông Nico. Không phải tôi đâu, con nhầm rồi. À, tôi biết mà. Chú đâu, mấy chú đâu? Nó biển số rồi. Ê, ủa xa lắm á, mấy ông xa lắm. Mấy ông về nhà rồi. Mấy không chạy Mazda đâu mày. Theo nào. Đấy, xe mình không có xe nhanh được. Ủa, cho thành phố nè. Ủa nó vậy có chạy ngang qua không gì? Không em, anh đang vòng lại thành phố. Ui vãi. Tôi đã thấy người bí ẩn rồi không ạ? Thấy ai đâu ta? Nếu để ý kỹ á, cái xe của tôi hình như đèn nó sáng hơn mấy con xe khác, cái đèn hậu không? Ôi tôi này nó về nhà ông ơi. Không, về nhà rồi. Chứ không ở đây đâu. Trong tìm. Này tôi lại ông luôn á. Ủa anh Duy về rồi hả? Đâu anh đang vô thành phố lại nè. Có đâu. Nè đang đi vòng vòng thành phố nè. Trời mưa nè. Nè còn cái nhẹ nè. Ê chung là có con Mazda. Để mình coi mình, nhớ, mình không nhớ mình có con Mazda hay không nữa. Đây. Cái con xe kia. Ủa anh vô thành phố chưa vậy? Nè, đi nghe nãy không có chữ LB Action nè. Nè, LB Action. Thấy không? Trời mưa chạy xe mưa trần hợp à. Không nghĩ nha, động cơ xe nghe tiếng động cơ đó được á, chỉ gấp biển số rồi. Tắp vào lề
giữ bộ, giữ bộ, giữ bộ, giữ bộ, giữ bộ, bộ xe máy. Thường xe máy này đứng yên lắm. Ê, đúng xe, đúng xe, đúng xe, đúng xe, đúng xe. Xe máy này đứng yên lắm, xe máy này đứng yên lắm. Taxi. Nhưng mà trong trong người xe không ơi. Nó giữ bộ đứng giống mấy xe con đó đó vậy đó. Taxi nữ sinh mà có clip mà 20 phút nữa. Fake taxi. Taxi không em ơi. Để coi coi chạy cái này. Rap bài đây, rap bài, rap bài. Xe ôm, xe ôm. Xe ôm đây. Xe ôm này, xe ôm nè, xe ôm nè. Xe ôm không? Giá bộ như máy nào, giá bộ như máy nè. Ủa ai tìm ra anh chưa? Một người tìm được hết anh luôn hả anh gì? Thiệt luôn á. Trời tối mới dễ ha, ban ngày dễ thấy quá à. Dễ đứng yên như máy rồi mà không được. Đâu này hả? Ra đây hả? Đây anh đây anh đây. Dạ, đi, nãy bị em đi cô đụng rớt cái biển số rồi. Đổi mới xe đi kiếm đi. Hết xe rồi, giờ anh hết xe rồi. Ok. Rồi ok thì mình sẽ ấn video tại đây. Cái này giảm mấy con BMW 1500 này được. Này con này này, lấy nó lấy con này nè. Hai em off nha. Con nào không? Off đây. Ok bye bye. Ok thì mình sẽ vô video tại đây ha và cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Đi em vô. Nếu các bạn thích cái video game này đừng quên like cũng như là đăng ký kênh mình và comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Thấy vậy luôn. Thì Forest thấy sao sao. Rồi lâu lâu nay mai livestream game này đi anh. Được. Forest đang vui mà, trời đang chơi vui lắm luôn. Trời.